Xin chào các bạn, đây là đống sắn tươi của mình nhé. Mình vừa đi thu hoạch ở trên đồi về đó. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách ủ sắn tươi. Làm sao cho nó không bị thối, không bị hư, mà nó rất là tiện lợi nha các bạn. Đây là sắn củ. Đấy, bây giờ mình sẽ cạo bỏ hết cái vỏ này đi. Cái lượt vỏ giấy này đi, xong bắt đầu mình mới nạo ra. Nếu nhiều thì các bạn cho vào máy, các bạn nạo. Có cái nạo máy nạo rất là nhanh các bạn ạ. Thế xong rồi chúng ta mới tiến hành cho vào các cái bao bì để ủ, hoặc là các cái thùng để ủ nha các bạn. Và đây là mình đã nạo được. Và mình cho vào cái thùng nhựa này các bạn này. Thùng nhựa này. Nếu các bạn có những cái thùng nhựa như thế này thì các bạn không cần phải túi, không cần phải bao này. Một cái thùng này các bạn phải đựng được khoảng, tùy theo số lượng, tùy theo cái độ to của cái thùng nhé. Thế các bạn mới cho sắn. Cho sắn, các bạn hãy cho sắn vào đây. Đấy, đây này, như mình vừa mới nạo xong mình cho vào đây. Kể cả những cái miếng nho nhỏ này không quan trọng đâu. Thế xong các bạn hãy cho muối. Đây, muối hạt các bạn nhé. Mỗi một lượt sắn dày dày các bạn lại rắc cho mình một lượt muối. Đó, đây mình đã cho vào và bây giờ mình rắc lượt muối. Hay bây giờ là sắn nó đã ra, bắt đầu như kiểu là sắn muối ấy các bạn ạ. Đây gọi là sắn mình ủ muối. Mình cứ cho một lượt sắn xong mình lại rắc một lượt muối. Cho một lượt sắn lại rắc một lượt muối. Thế xong rồi các bạn hãy đậy chặt. Bên trên thì các bạn hãy đậy chặt, có cái lắp của nó trên cái thùng này thì nó có cái lắp đậy của nó các bạn ạ. Mình đổ đầy vào xong mình lấy cái lắp này mình đậy nó chặt nó vào. Thì là nó không có con ruồi, con muỗi nào hết cả. Thế sau này á, thì là cái sắn này của chúng ta nhá. Chúng ta chỉ cần chúng ta cầm thế này thôi, miết nó ra nó đã ra bột rồi các bạn ạ. Mà nó không có mùi thiêu, mùi thối, mùi ôi gì cả. Hoặc là các bạn cho lên các bạn nấu cho cháo, cho gà, cho lợn ăn á, thì là các bạn đun sôi lên cái là nó nhuyễn ra luôn. Nó nhuyễn luôn ra như là thành bột, như kiểu bột lọc ấy các bạn ạ. Nó không thiêu, không chua, không thối. Đấy, hay hoặc là các bạn có thể cho trâu, cho bò ăn sau. Rất là tiện lợi. Tùy theo chúng ta cho ăn nhiều thì chúng ta lấy nhiều, mà cho ăn ít thì chúng ta lấy ít. Rất là đơn giản, rất là tiện lợi. Chứ nếu như mà các bạn mà cứ để cả củ như thế này á, thì và khoảng độ 4-5 hôm đến 1 tuần là nó sẽ bị chết nhựa. Đây, như mình thu hoạch từ hôm qua, hôm nay cái nhựa của nó đã bắt đầu chết nhựa, nó đã vàng vàng. Thì nó sẽ nhanh thối là một, thứ hai nữa là khi chúng mình cho trâu bò ăn thì nó sẽ hay bị say. Và chúng ta làm thì nó lại khó hơn cái khi mà chúng ta làm lúc tươi này nhé các bạn. Đấy, và mình trên đây mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách để các bạn bảo quản sắn tươi, làm sao ủ, cách ủ sắn tươi các bạn ạ. Kể cả các bạn có hàng tấn, đấy, bao nhiêu cũng được, nhưng các bạn cứ làm sạch nó đi, cạo bỏ vỏ sạch đi, xong các bạn nạo, xong các bạn cho vào các cái trộn muối, và các bạn cho vào các cái bao bì. Bên trong các bạn cho vào túi, có cái túi ni lông các bạn luồn nó vào nhé, lồng nó vào. Nhưng mà nếu như mà không có túi ni lông thì các bạn cho vào những cái thùng to như của mình như thế này thì đựng được rất là nhiều. Thế xong rồi mỗi lần chúng ta bỏ ra chúng ta dùng thì nó rất là tiện lợi. Mình chỉ làm một buổi thôi các bạn ạ. Mình làm một buổi thôi thì là mình có thể dùng hàng nửa năm, hàng năm. Đấy, chứ mình không cần phải nay thu một ít, mai thu một ít. Mà nó sẽ tiện lợi hơn sắn khô rất nhiều các bạn ạ. Mà cái sắn này mà chúng mình cho súc vật nó ăn, các con vật nó ăn tươi, nó sẽ tốt hơn là các bạn để khô. Mà nếu để khô, các bạn phơi khô mà các bạn bảo quản không tốt thì là nó sẽ hay bị mốc. Mà một khi mà cái sắn nó đã bị mốc rồi ấy, thì không còn gì nó muốn ăn, mà các bạn cố cho nó ăn, nó có đói, nó phải ăn. Ăn vào thì là con lợn, con gà, con trâu, nó thường nó hay bị tỏi rom các bạn ạ. Đấy, cái bệnh tỏi rom, tại sao con lợn đực bị tỏi rom, con trâu đực bị tỏi rom,
Nó là như thế các bạn ạ. Ăn sản phẩm bị mốc là nó sẽ hay bị tời rong, mà nó sẽ không tốt. Và mình video của mình xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công trong cách bảo quản sắn và ủ sắn, gọi là mình gọi là muối sắn các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.